Chào chú Lâm. Nấu cơm mà chú. Đang nấu cơm nè. Rồi mấy bé đâu hết rồi? Dạ. Không nhớ chú Thảo hả? Con nhớ chú Thảo à? Rồi em hả? Nhìn khác quá hả? Nhìn sao khác? Đứng đây chú Thảo hỏi thăm coi đi đâu vậy? Đợt này đứa nào còn to cao ghê á. Lâu quá rồi. Bé đâu rồi? Em kêu em về đi. Năm nay chết Thảo rồi. Sao chú? Năm này có đi dịch này kia sao? Chú vô gào đi. Sao nấu ít gào vậy chú? Cũng còn có tôm nguội lắm. Dạ. Tôm nguội nấu ăn chén à. Rồi dịch bệnh là không có đi làm đúng không hả chú? Lúc ba chủ nhà cửa. Rồi người ta cho ăn hả? Cho gào ăn hay sao? Gào. Dạ. Tiền đâu mua đồ ăn chú Lâm? Hả? Tiền đâu mua đồ ăn? Tiền nhà vợ đó hả chú? Hết luôn rồi đó hả? Rút ra hết luôn đó hả? Chào con. Ra đây đi. Rút ra hết luôn rồi hả chú hả? Rồi giờ còn xe. Còn chiếc xe đâu rồi? Đó xe đậu quậy á. Đậu quậy là 2 năm rồi chú Thảo. Cái nhà ngoài á hả? Rồi hết cho rồi hả? Không, còn cho thôi cả tháng. Rồi tháng sau thì sao? Về lại đây. Không, cho 6 tháng. Cho thêm được 6 tháng nữa. Ở đây đỡ tao cũng lấy rồi, ở đây tao cũng rửa, tao cũng cho mướn rồi. Rồi chú đi đâu? Hả? Rồi để ở quậy một rồi sao thế? 6 tháng rồi mà xong rồi tính sao nữa? Giờ nữa chuyện nữa thì nữa về xin tiền mướn nhà ở cho mướn mình cầu nè. Tháng chừng 1 triệu qua. Dạ. Giờ cái chỗ này người ta gần lấy lại rồi đó ha. Giờ nấu cơm có gì ăn không chú? Dạ, phải mua đồ ăn. Mua gạo thịt gì á để ăn cũng được. Mua chưa? Mua đồ ăn chưa? Chưa mua đồ ăn gì hết. Vậy mới ăn trễ về cái giờ mới ăn á. Rồi dịch thì mấy bé nó đâu có đi học phải không chú? Không đi học. Cái chỗ ngoài đó người ta tặng lâu ghê ha, người ta tặng tiền trò cho chú vậy là 2 năm rồi đó hả? 2 năm rồi. Tặng tiền trò cho 2 năm thì bây giờ cái này người ta khi nào người ta lấy lại? Chưa biết. Thấy ta vô đợt 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 ta coi vậy nó lấy lại cái là mấy cha con này ra ngoài đó trò được 6 tháng nữa thì giờ cũng hơi được ngồi ở quải á. Dạ. Rồi thỉnh thoảng cũng ra ngoài á, tại vì cái chỗ đó thuê mà. Nói đẩy coi 6 tháng đi rồi chứ bây giờ thì từ họ tính cho. Cho chú bắt cơm đi, con hỏi thăm mấy bé coi. Đây đợt này nghỉ hè hả? Ba anh em lớn ghê á. Đi đâu mà chơi mà đen hết trơn vậy? Ba anh em mà pin là hơi ốm phải không? Pin hơi ốm nè. Bi nó con là bi đúng không? Bi mập mập. Bi trai đó. Dạ. Ai đi lượm ve chai? Dạ. Ai đi lượm ve chai? Ba đi lượm hả? Chú đi lượm mấy ngày mới bán 1 lần à chú? 3 ngày. Dạ. Bi lấy cái đồ ngoài xe cho chú Thảo cái đi. Một mình con lấy được hả? Rồi tóc dài lại rồi đó hả? Dạ. Rồi sao vậy ngày hả? Lâu ngày gặp chú Thảo quá ngày hả? Có nhớ chú Thảo không? Đúng rồi lấy vô đi. Bỏ lên bàn đi. Tí nào mấy anh em ăn có biết cái gì đó không? Ăn cơm chưa? Ăn hai con ăn chưa? Ăn xong rồi đó hả? Thôi cái này để tối ăn được, cái đó heo quay á ngon lắm á. Con gái ăn chưa? Con gái tên gì chú Thảo quên rồi nhỉ? Bé Hiền, lâu quá rồi chú Thảo chỉ nhớ hai anh em pin nước bia, quên tên bé Hiền mất tiêu, xin lỗi bé Hiền nha. Ăn rồi thì chút nữa là cái mở con mở cái hộp ra cho nó tỏa hơi ra của chú nó mềm cái thịt đi á, cái thịt heo quay mới quay xong nóng hổi luôn á. Chút nữa ba khỏi mua đồ ăn. Đó, con mở hộp ra đúng rồi đó.
Rồi mấy anh em không đi học ở nhà vậy thôi đúng không? Chứ đợt này dịch bệnh cũng đâu có đi chơi đâu. Ừ. Rồi học thì học cho biết chữ vậy thôi chứ đâu có lên lớp phải không Bin? Rồi tính lớn xíu nữa mới đi học nghề à? Hay là sắp đi học nghề chưa? Đó, từ từ để xíu nữa để học thêm cái biết chữ thêm nữa rồi đi học nghề nhá. Ừ. Rồi có thỉnh thoảng ra phòng trò không? Ừ. Rồi thôi đi chơi đi. Lâu quá rồi chú Thảo mới ghé thăm á, chắc phải 6 tháng rồi đó. Bữa hôm chú Thảo ghé. Rồi gà ai nuôi vậy? Gà nhà mình là gà ai vậy con? Gà mình đó hả? Ba nuôi thêm đó hả? Trời ơi, cái chỗ ở mà bé Hiển có dọn dẹp cho nó sạch sẽ cho gọn gàng. Dạ sao chú Lâm? Đã có bé đâu chú? Chưa. Ai nói chú có bé đâu mà trai hay gái? Dạ chưa có chú. Cái bụi tre này thì mát mà nó rầm quá thì tỉa bớt cái cục muỗi chú. Có muỗi không? Muỗi dữ lắm. Muỗi dữ lắm hả? Tối phải đốt nhau muỗi hả? Không, tối lâu rồi, ra ngoài ngủ rồi. Tối là ra ngoài ngủ. Ngày mà ở trong này thôi, cho nó mát thôi. Tối thì vẫn ra ngoài, mấy cha con ra ngoài đó ngủ. Rồi điện đài đây là người ta vẫn cứ cho đúng không chú? Dạ, cho. Không phải đông, dạ. Gạo này bên từ thiện họ cho hả chú? Dạ. Gạo đó là từ thiện họ cho hả? Không có, mình mua. Mình mua đó hả? Trước mua 40 con á. Dạ. Nuôi gà hả? Dạ, 40 con á. Bây giờ? 2 người hộ. Giờ còn nhiêu? Giờ 40 con còn 2 con. 40 con mà còn có 2 con vậy? Còn con bự là con kia mà sao có mua 5 con, còn 4 con. Dạ. Đó thì có tiền mua thêm gà thêm đồ mà nuôi rồi đi xin cơm thừa rồi cho nó ăn. Trời ơi, tặng cơm mình ở ngày nào rồi mình đi ngày nào. Đó vậy rồi ta lấy đất rồi mới vậy mình đâu dám vậy đâu. Mà nó quậy lắm, nó quậy còn hơn cha luôn á. Dạ. Nó quậy mẹ nó vô trời mình đâm mình mệt lắm. Chú ngồi đi con hỏi thăm cái. Trống hả? Con gọn gà trống hả? Trời, một lần ngồi xuống khó khăn quá chú Lâm hả? Lần rửa chén ha thì nhà nội phải gác cái giò này, gác cái giò này ngồi, chứ đâu có thẳng ra được. Sao không tập cho bé Hiền rửa chén đồ đi, bé Hiền? Con biết rửa chén rồi đúng không? Rửa chén phù ba đi, con lớn rồi. Ngồi xuống đây chú Thảo hỏi thăm cái. Ngồi cái bài con. Thôi ngồi xuống thì không sao đâu. Lớn rồi, càng ngày càng lớn rồi. Bé Hiền năm nay là bao nhiêu tuổi? 10 tuổi chưa? 10 tuổi rồi, sắp thành thiếu nữ rồi. Con gái lớn rồi. Phụ ba làm mấy việc nhà đi nha. Rửa chén rồi được đúng không? Có biết nấu cơm không? Đúng rồi, con gái tập làm mấy cái việc đó lần dần dần dần. Chú, rồi đi làm căn cước công dân chưa? Chú đổi lại căn cước công dân chưa? Sao không đi đổi đi? Mà cũng quên rồi. Bim với Bi có đứa nào đủ tuổi chưa chú? Chưa. 14 hả? 14 mà chắc là hết năm nay quá. Con là 14 rồi đúng không? Sang năm 15 là coi nhớ mà làm chứng minh đứng đồ cho nó để sau này nó có giấy. Để cho có giấy tờ sau này có đi xin việc hay đi học nghề rồi cũng có chỗ mà học mà. Chứ có giấy tờ là khó lắm á. Đó ở đâu cũng mở mà dạ. Mua cái nhà bên đó hả? Mua đâu mua? Ủa cho nghe đó cái đạo mua cái nhà. Ai nói? Con thuê. Đây à, còn dạ. Đây nè. Dạ. Còn dán nhà. Ở giờ mua số và dán mở có căn nhà cho tụi nó ở. Chú à? Dạ chết cũng được nữa rồi, chú mua cái nhà coi cho mình chết cũng thân nữa có căn nhà đó. Dạ, rồi mấy tháng rồi chú chưa đi làm chú Lâm? 3-4 tháng hả? Nhưng mà quậy lắm, mà quậy có buồn với dầu,
bao bồi thường luôn. Dạ, nhà nước có hỗ trợ gì không? Không, năm rồi được cô bên bản gỡ được 6 triệu mấy. Năm vừa rồi hả? Vậy cách đây khoảng 3 tháng là có ai hỗ trợ cái gì không? Không. Vậy cũng có người xin số điện thoại chú, xin quà gì đó thì con cứ nhắn mà không biết họ có gửi trực tiếp qua cho chú không? Tại đang cũng mắc cái điện thoại lạ. Cái số đó giờ sao lại kiếm được? Chứ có số thì người ta sao người ta gọi được. Nhưng mà số chú thì chú nhớ giữ nhá, đừng có đưa cho ai, đôi khi người ta gọi cũng được. Giờ ngồi đâu biết tê đâu, không có giá vậy, giờ ngồi mình chạy nữa vậy á. Dạ. Giữa chén giặt đồ cũng ngồi vậy. Chứ giờ công việc cũng không được. À, nhà thì cũng xây được mà chú cũng kiếm cái việc gì khác để có thêm thu nhập hả chú Long? Giờ cái vai chỗ mày đi chú đi cũng nổi. Đấy. Giờ nó mệt. Chạy xe máy hay là thì ở thêm chăm đai chứ mình sẽ đạp cũng đâu được đâu. Ừ. Chứ rồi đâu mình vậy mình đứng về được mà. Chú có muốn đi bán vé số không? À. Chú có muốn đi bán vé số không? Đi bán chắc đi bán không được đâu. Sao vậy? Đi không nổi đi yếu đi mà rồi yếu vậy. Vậy xin xe lăn. Xin chiếc xe lăn rồi đi. Rồi sao? Chứ làm hồ mà giờ nó không có công việc làm hồ thì tiền đâu mà lo cho mấy bé, ba đứa nào một lát đang ở tuổi mà tuổi ăn tuổi tuổi lớn mà. Một ngày cũng giờ cũng là 200 mấy, tiền lắm đó mình không dám ăn mình. Ngày 200 hả? 200 mấy. Rồi tiền đâu mà chịu cho nổi? Ở gì đó. Mà chú cũng đi làm. Bởi có đi làm có tiền ra hàng vô đỡ. Ngày cũng làm được cũng mấy trăm. Có làm đỡ lắm mà không có làm. Mua hột dịch nọ gạo thóc thì người ta có cho gạo thóc lúc nào cũng có đó. Ừ. Mà hết cái tiền nhà hảo tâm cho rồi gì thì thôi hả? Mà nếu mà tình hình dịch nó cứ kéo dài như vậy thì chú tính làm sao? Chịu thôi, sao mình cũng vậy giờ. Có muốn đi bán vé số không? Con hỗ trợ cho. Giữ vé số thì cũng nổi sao cũng cấm mà. Đâu cấm đâu, vé số tạo điều kiện cho người khó khăn. Bán ngày 50.000, 500 tờ thôi, kiếm 100.000 thôi. Mua thêm đồ ăn. Không, 100 tờ là kiếm 120 á. Dạ, thì bán 100 tờ thôi. Có mới đi á. Bán 100 tờ thôi, kiếm thêm thu nhập lo cho mấy bé chứ. Bây giờ càng lúc càng lớn rồi. Thôi nó nghỉ học thì đỡ tốn tiền sáng á. Dạ. Nói chứ giờ nó học sáng đứa 20. Đứa 20 á tiền ăn sáng. Nghỉ học bây giờ đỡ. Cũng mà chắc là đời khi nào công trình đồ có việc thì làm thôi hả chú? Không có công trình rồi, tư thôi, có nhà nào nó kêu làm thôi. Có tư thì nó làm à, chừng mấy bữa nữa từng nó lỡ rồi nó đỡ ra tiếp mà nó nâng nền á. Nâng nền ra giờ đâu cho xây đâu, nâng nền này nọ cũng dán rồi đi một tuần chỉ 4 ngày. Dạ. Chứ công trình này vô không được, công trình này vô không được. Dạ. Ba con giờ lớn bằng ba luôn rồi, bà Hiền thì gần bằng, càng ngày càng đẹp trai. Rồi được rồi, vậy thôi. Ê, dọn dẹp được, dọn đồ đi nghe bé Hiền. Con gái mà cái gì rửa chén rửa đồ dọn dẹp sạch sẽ nhá. Ít đi chơi. Chú Thảo dặn vậy đó. Vậy thôi chú Thảo đi về nhá. Rồi nhớ là cái đó ăn cho nó nóng cho ngon nha. Rồi chú Thảo chào mấy con á. Rồi con về chú Lâm. Cảm ơn chú Thảo.